có thể nói rằng nhịp sống ở nhà quê bắt đầu từ rất sớm. Trời vừa mờ sương thì trên những con đường quê đã nhộn nhịp xe cộ, tiếng học trò đi học, người dân đi làm, đi ra ruộng. Làm nông mà, luôn chân luôn tay đủ thứ việc. Ở khoảng ruộng này, mấy cô mấy thím đang lui cui không mình dặm lúa. Ở chỗ kia thì có mấy chú, mấy anh đang sắn đất, cuốc đất để lên liếp trồng vườn. Còn chỗ gò đất kia thì mấy chị công mần đang luôn tay cắt cải rồi xếp lại thành từng ôm nhỏ nhỏ để ông chú chủ nhà đi gom lại, chất vô giỏ đem giao cho mối kịp giờ chở giao tới chợ xa. Còn khi đi ngang ruộng bầu của nhà anh chị Mười thì sẽ thấy phủ một màu xanh mướt leo lên trên vàng. Còn những cái bầu thì treo lủng lẳng ở dưới, nhìn thiệt đã cái con mắt. Cứ khi bầu ra trái là cứ đều đặn mỗi sáng sớm, người nông dân lại đi thu hoạch trái, cẩn thận chất vô xô, vô bao để chờ thương lái tới gom hàng. Những trái bầu vừa cắt xuống lúc nào cũng tươi ngon nhất. Đó là thành quả lao động của những người nông dân quanh năm chăm chỉ với ruộng đồng. Từ rất lâu, dàn bầu đã trở thành hình ảnh quen thuộc ở nếp nhà quê miền Tây. Bầu dễ trồng lại ra trái ngon ngọt. Bà con cũng thường trồng vài dây bầu rồi bắt dàn cho nó leo lên. Cái dàn bầu xanh xanh giúp tô điểm cho khung cảnh miền quê thêm phần hiền hòa và xinh đẹp, và góp cái vị ngon lành cho bữa cơm gia đình nữa. Trái bầu đem nấu canh, đem luộc, đem kho cá hay đem hấp cá lóc là thanh ngọt khỏi chê. Còn như mấy đọt bầu non thì đem xào là đậm đà thơm phức. Hay như lá bầu cũng có thể dùng làm món ăn đậm vị quê hương nữa đó. Kính chào quý vị khán giả của chương trình đặc sản miền sông nước. Quý vị thân mến, ở kỳ này đó, chương trình sẽ mang đến cho quý vị câu chuyện về những món nướng phương Nam. Đặc trưng của những món nướng đó chính là cái mùi thơm nức mũi, cái màu sắc bắt mắt mà khiến cho người ta không thể nào chối từ được hết. Có thể là nướng trui ở trên lửa lớn nè, nướng dĩ trên lửa than, rồi bọc lá sen, bọc đất sét, bọc lá chuối để nướng, nướng úp nồi hay là nướng ở trong cái lu sành. Mỗi một cách nướng như vậy đều mang đến một cái vị ngon độc đáo mà nó không lẫn vào đâu được hết á. Phải công nhận rằng không có cách chế biến món ăn nào có thể có mùi thơm sực nức làm đánh động lòng người như là món nướng. Món nướng của người phương Nam không phải chỉ có một cách làm, mà có nhiều kiểu nướng khác nhau với nhiều hương vị và đem tới nhiều sự trải nghiệm vị giác rất độc đáo. Có thể chỉ là đốt một đống than, sau đó để thịt cá hay thịt gà hay tôm tép để lên trên, rồi nhờ sức nóng để làm chín thức ăn. Với cách nướng này, thịt hay cá sẽ tươm mở ra và tỏa mùi thơm phức, khiến ai cũng phải thèm thuồng. Rồi như ở quê mà kiếm được mấy con cá lau kiến ngon ngon, đem mần rửa sạch, nhét sả vô bụng cá, rồi nướng ở trên than nóng kiểu này là thơm ngon hết chỗ chê luôn đó. Người dân miền Tây còn có cách tận dụng những nguyên liệu tới từ tự nhiên để làm nên những dụng cụ nướng, những món nướng độc đáo nữa. Thí dụ như cách nướng ớt trong ống tre, nướng cá kèo trong ống sậy sẽ giúp giữ lại nước ngọt và độ ẩm tự nhiên của món ăn. Hay có món gà nướng đất sét, hột vịt bọc đất sét nướng, cá lóc bọc lá sen đem nướng. Rồi có món cá lóc nướng trui thì mang đậm chất dân dã của xứ ruộng đồng sông nước. Hoặc còn có cách để món ăn vào giữa mặt phẳng sạch. Thông thường xài thịt gà là ngon nhất. Sau đó úp một cái nồi bự trùm kín lên trên, rồi chất củi ở xung quanh mà đốt. Lúc này, món ăn tuy không được tiếp xúc trực tiếp với than lửa, nhưng nhờ vào sức nóng truyền qua cái nồi úp mà chín thơm, giòn giòn để đánh động vị giác của biết bao người thưởng thức. Bà con ở xứ này tính tình phóng khoáng dễ chịu và cũng biết tận dụng lắm.
từ những thứ cây lá, những vật dụng ở xung quanh nhà đều có thể được sử dụng để chế biến món ăn, vừa ngon lại vừa độc đáo. Từ than củi, lửa rơm, tới ống tre, ống sậy, rồi tới cái nồi cũ không xài tới, hay cái lu cái khạp vẫn nằm ở mé hè, cũng góp phần làm nên những món nướng chất lượng, đúng điệu miền Tây. Với những người yêu mến cuộc sống mộc mạc ở miền quê, sẽ chẳng ai còn xa lạ gì với hình ảnh những hàng lu nước, mái nước, những cái khạp nước được kê ngay ngắn ở bên mé hè, hay ở sân nhà mà hứng nước mưa để dành xài từ từ và để nấu ăn ở trong gia đình. Những cái lu cái khạp đó được gia nhiệt và nung rất kỹ, nên có thể chịu được sức nóng, lạnh và mưa nắng của đất trời. Có lẽ do nó bền như vậy, nên người dân quê trong phút ngẫu hứng nào đó đã dùng nó để làm thành món nướng lu, nướng khạp, đậm chất dân dã của người phương Nam. Món nướng nói chung và món nướng lu nướng khạp có thể sẽ không giống nhau ở từng gia đình, và có thể từng nơi người ta sẽ quen nướng món ăn theo nhiều cách khác nhau, nhưng kết quả cuối cùng đều là những hương vị thơm ngon với màu sắc bắt mắt, hấp dẫn, làm xao xuyến bụng dạ của nhiều người. Và hơn hết chính là cảm giác cùng những người thân của mình, cùng đốt rơm, cùng mồi than, canh lửa, cùng nướng đồ ăn, rồi xúm lại cùng nhau thưởng thức. Thưởng thức món nướng một cách ngon lành, và hơn hết là cảm nhận không khí sum họp, vui vẻ, đầm ấm giữa không gian mộc mạc, yên bình của miền quê. Cảm giác này hình như ai cũng mê, ai cũng khoái. Chuối sáp nướng có nhiều kiểu lắm, có thể nướng bằng trái chuối vừa mới ửng vỏ thôi. Đem lột vỏ, có thể chẻ đôi trái chuối ra tùy theo ý thích, rồi ngâm vô nước muối cho trắng. Sau đó bỏ lên bếp than mà nướng. Nhớ canh trở cho đều tay nha. Lúc này trái chuối sẽ chín từ từ, lớp ngoài chuyển qua màu vàng, hơi xém một chút lửa than, và tất nhiên là tỏa ra cái mùi thơm cứ khiến người ta cứ ngấp nghé thăm chừng hoài để đợi chín. Chuối chín rồi thì coi gấp ra, quấn vô tấm ni lông sạch hay tấm lá chuối, lấy thớt ép cho dẹp xuống, hay kiếm cái gì có bề bản mà nặng nặng một chút đem đập mạnh xuống vài cái. Lúc này trái chuối sẽ dẹp lép xuống liền, nứt da ra để khoe phần ruột bên trong vàng ươm, rất là bắt mắt và cũng bắt thèm nữa. Bởi vậy mà món này có tên là chuối đập và vẫn thường được bán nhiều ở các sạp đồ ăn vặt bên đường, hay ở nhà rảnh rỗi thì các mẹ các chị cũng làm cho cả nhà cùng ăn. Chuối đập mà ăn chung với mỡ hành thì mặn mặn, ngọt ngọt, lạ miệng lắm. Còn như chuối với nước cốt dừa thắng kẹo thì béo béo đầy lôi cuốn. Chỉ là món chuối đập thôi mà, chỉ là món quà vặt quê mùa và bình dân thôi mà. Vậy sao cứ ai đi xa mà nghe nhắc tới là lại thèm, thèm tới chịu không nổi, ngộ ghê hà. Chuối mới ửng vỏ thì nướng kiểu vậy, còn như chuối đã chuyển qua hườm hườm mà đem nướng thì lại đem tới vị ngon đặc biệt khác nữa. Lúc này chuối được để nguyên vỏ mà nướng. Khi chín thì vỏ sẽ nứt ra. Bên trong lớp vỏ dính khói than đen là một màu vàng ươm nóng hổi, bốc khói nhìn mê con mắt. Ngồi ngay tại lò than tự chế ở một góc giường, vừa thổi than vừa bóc trái chuối vừa nướng xong, thổi thổi rồi cắn ăn liền tại chỗ. Nóng, nóng lắm,
nhưng mà ngon, mà dẻo, mà thơm và ngọt ngất ngây. Cuộc đời con người luôn mong cầu những giây phút bình yên. Và trong muôn vàn những định nghĩa khác nhau về bình yên của mỗi người, sẽ luôn tồn tại hình ảnh gia đình sum họp. Dù là đông người hay ít người, thì gia đình luôn là nơi đem tới những khoảnh khắc ấm áp nhất để cho ta động lực chạy hàng trăm cây số để trở về. Bình yên lắm những buổi chiều trời mát, mấy anh chị em xúm lại nướng chuối hay sơn chuối với đường thốt nốt, rồi bưng ra hàng ba trước nhà cùng ăn. Gió thổi hiu hiu, dòng sông nước lớn, lá cây xào xạc, món ăn quê ngọt ngào. Chỉ vậy thôi mà hạnh phúc vô bờ. Thiên nhiên miền sông nước Tây Nam Bộ luôn đem tới cho chúng ta rất nhiều câu chuyện. Câu chuyện về sự bình yên của những nếp nhà quê đã trải qua hàng chục năm tuổi đời. Nhà có cây cầu khỉ cong cong bắt nhịp đôi bờ thương nhớ. Có chiếc xuồng bơi nhẹ mái dầm để chở người trở về thăm quê cũ. Về quê để hòa mình vào không khí thanh lành và trong trẻo của miền quê. Được nghe tiếng chim hót líu lo, được ngắm nhìn những chùm trái chín trên cây, được ôm nón, ôm rổ đi hái rau dại ở ngoài vườn, đem về nhúng bếp nấu lên bữa cơm ngon mời cha, mời má. Ở miền đất phương Nam, nếu mà phải kể ra tên các loài rau dại cũng như cách chế biến nó, thì chắc phải kể sáng đêm cũng không thể nào kể ra cho hết nổi. Thêm nữa, tuy là rau dại quê mùa, không cần ai tưới tắm phân thuốc, mùi vị cũng khi thì hăng hăng nồng nồng, khi thì đắng chát hay đặc trưng nhẫn nhẫn. Nhưng mà mỗi loại rau lại có công dụng riêng cho sức khỏe con người. Bà con ở đây thường nói, rau dại ăn nên thuốc, chính là như vậy. Bởi có đa dạng các thứ rau ở quanh nhà, nên bữa cơm của người dân xứ này cũng gọn lẹ và không kém phần phong phú, đa dạng trong việc kết hợp các nguyên liệu với nhau. Nhất là vô mùa mưa, nhờ nguồn nước tưới dồi dào từ thiên nhiên mà các thứ rau dại thi nhau xanh tốt. Bụi lá cách ở bên mé mương cũng trổ lá non như gọi mời bàn tay người hái. Vì chứ thứ lá cách mà đem nấu canh chung với thịt gà thì không chỉ ngon mà còn có lợi cho hệ tiêu hóa nữa. Món này khi thưởng thức sẽ cảm nhận được vị ngọt béo của thịt gà, khi chấm vô chén nước mắm xả thơm thơm. Còn lá cách khi nhai thì hơi hăng hăng, tinh dầu của lá tỏa ra nhẹ nhẹ, khiến bụng dạ con người cảm thấy dễ chịu lắm. Hay như bữa nào nhà có món kho, món cá chiên dầm nước mắm thì nhớ dọn kèm dĩa dưa rau tai tượng. Coi đơn giản nhưng mà đưa cơm lắm chứ không giỡn. Theo y học dân gian thì rau tai tượng có tính mát, thanh nhiệt, chống oxy hóa, nên thứ rau này được ứng dụng nhiều trong món ăn thường ngày, như rau tai tượng nấu lẩu, rau tai tượng xào tỏi, rau tai tượng bóp gỏi tôm thịt. Ăn vừa giòn, vừa hơi nhẫn nhẫn, lại có hậu ngọt, thích lắm. Những đứa con miền Tây vốn dĩ lớn lên cùng với thiên nhiên quanh mình, từ nhỏ đã biết xách rổ theo người lớn đi hái rau, phụ lặt rau, rửa rau, rồi nấu nướng. Bởi vậy mà khi lớn lên, tự nhiên biết giật, biết diệt. Chỉ cần bước ra vườn là biết rau nào ăn được, biết vị ra sao, biết nấu món gì ngon. Kiểu như thấy rau muống đồng mọc dược là thấy thèm canh chua nấu tép, thấy rau đắng đất chợt nhớ nồi cháo cá lóc hay tô canh rau đắng nấu chung với cá rô đồng. Tuy đắng nhưng mà thanh nhiệt cơ thể và mát cả bụng dạ. Giờ mấy cọng rau nhút ở bờ mương thì chợt thèm rau nhút nấu canh chua hay rau nhút bóp gỏi thịt gà, vừa giòn vừa béo,
còn nhiều nữa những thứ vừa là rau sạch, vừa là món ăn bài thuốc giúp cải thiện sức khỏe con người. Và đặc biệt, những thứ này luôn có sẵn ở trong vườn nhà của người miền Tây. Đó là dây đậu rồng leo ở trên hàng rào, rồi ra trái luổng lẳng, nhìn vừa ngon lại vừa đẹp. Hái vô để ăn sống, chấm mắm, hay đem xào, đem luộc, nấu canh chua gì cũng hợp. Rau càng cua trộn gỏi với thịt bò xào và tép rong. Rau mùng tơi nấu canh cua đồng. Rau cải trời nấu canh với cá lóc đồng thì vừa ngọt vừa mát. Hay chỉ cần đem luộc lên thì chấm nước tương hay chấm chao cũng hào cơm lắm. Đọt chọi ăn giòn và hơi có vị nhớt. Đem nấu canh chua với cá rô đồng thì vừa béo vừa ngon. Còn mấy thứ rau như bình bát dây, nhãn lồng thì leo đầy ở ngoài chỗ đất trống, leo trên nhánh cây, bãi chà, hái vô nấu canh tạp tàng với tép thì ta nói bữa cơm quê đạm bạc chứ mà thanh mát cái bụng dạ con người.